ở trong nhà Phật á, luôn luôn các thầy á, từ giáo lý Đức Phật ra thì các thầy luôn hay nhắc tất cả những người Phật tử, những người mà đến nghe các thầy mà giảng pháp á, là mình sống trong từng phút giây của hiện tại. Mình không sống tìm về quá khứ, mình cũng không sống một cách mong cầu ở tương lai. Hãy trọn vẹn trong từng phút giây anh đang ngồi đây với em. Anh đặt hoàn toàn tâm trí của anh đây để trò chuyện với em. Chứ anh không tự nghĩ tới cái chuyện là ngày mai anh sẽ đi quay show, hay anh không nghĩ tới cái chuyện là ngày mốt anh sẽ làm cái gì. Không, đông người tấp nập như vậy, anh sẽ cảm nhận đúng cái sự đông đúc, ồn ào và nhộn nhịp của nó. Chứ anh không sống với cái cảm xúc đau đớn hay dằn vặt và dày vò của anh của những năm tháng vừa qua. Khi mình sống mà mình không có một cái mục tiêu mới cho mình á, thì mình có thời gian nhiều, thời gian rảnh thì làm gì? Là buồn, đúng không? Đúng. Chứ nếu như bây giờ em bận đi, em đặt mục tiêu mới cho em, em bận chinh phục đi, chết rồi, em vừa mới buông bên đây ra một cái là trợ lý nó phóng vô đưa hợp đồng mới cho em coi, vừa mới ký, đây cho chị buồn chút xíu cưng, cho chị buồn chút đi, nó vừa mới chạy ra, chưa kịp buồn đứa trợ lý khác chạy vô, chị ơi chị giải quyết vấn đề này, ừ đưa đây chị ký chị coi, chị coi xong, đây cho chị buồn chút xíu nha, nó vừa chạy ra chị cũng chưa kịp buồn, đứa khác tới nữa. Đúng, với lại có thể là lúc trẻ mình còn phải chinh phục sự nghiệp, cơm áo gạo tiền, anh công nhận không? Bây giờ xin lỗi chứ như hồi xưa mà thất tình 6 tháng thôi là đói rồi, là phải đi kiếm kiếm không? Còn bây giờ anh biết không, em được giống như em tự cho phép mình thất tình dài hạn, thất tình lâu năm. Tại thì vì em không có quá đủ thì đó, bây giờ phải làm sao? Em cho vừa miếng không trà có đi rồi nói tiếp, nói chuyện với em khô cổ mệt quá nè. Ủa vậy chứ em hỏi rằng là cái cô đơn này là ngay cả chúng ta hạnh phúc chúng ta vẫn cô đơn, có nghĩa là mỗi con người sinh ra họ sẽ phải gắn những cái cô đơn khác nhau cho đến già không, hay là sẽ có một người nào đó nói đặc biệt rằng là tôi chưa bao giờ cô đơn, hoặc là tôi cô đơn một thời gian không rồi sao không cô đơn? Dĩ nhiên mỗi con người mà chứ có phải tượng đá đâu mà bây giờ mình có nói rằng là họ không có cảm xúc hay ai đó chưa bao giờ cô đơn, đương nhiên là phải có. Nhưng sẽ có những người ví dụ như là em hoặc là như anh trước đây, là mình sẽ chấp nhận và cho phép cô đơn nó ở trong mình, nó tồn tại song song cùng với mình, thậm chí là cho cô đơn nó dày dò trái tim của mình, và mình đã đời cái nó, mình khắc khoải, nhưng mà mình vẫn có cảm giác rằng trời ơi, tôi đang sống với cảm xúc yêu đương của tôi thích thú với điều đó. Nhưng mà sẽ có những người họ không cho là cái sự cô đơn hay cái nỗi buồn hay cái sự thất tình nó dày vò họ như vậy. Có nghĩa cô đơn chưa hẳn là thất tình. Có nhiều người họ có tình nhưng mà họ vẫn cô đơn. Với lại em cảm thấy rằng là hình như là cô đơn nó sẽ sống cùng với chúng ta, và giai đoạn nào nó cũng có sự cô đơn. Có người thì cô đơn trong chính tâm hồn, có người cô đơn trong cảm xúc, cho dù mình vẫn có người, đúng không? Có người gọi là cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đó, rồi ngay hiện tại bây giờ nè, anh đang đi học thêm bộ môn trống. Bánh trống, trời em ơi, nó xả stress lắm em ơi. Dạ. Em tưởng tượng cái mặt trống là cái người tình cũ của em đi. Ví dụ cái sèn là con giáp thứ 13. Chiều đây. Cái sèn là chiều đây đi. Đó, ha, tình cũ nè, 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 chiều đây nè. Nói đùa vậy thôi. Chứ thực ra nó đó là những cái kỹ năng, những cái điều mà mình đang đặt ra mục tiêu cho bản thân của mình đó. Sẽ có những cái giờ mình ngó nó tiêu cực, và mình phải chấp nhận chuyện đó, nó là một cái chuyện hiển nhiên. Giống như em đi siêu thị thì em sẽ phải cảm thấy rằng là em bước vào trong đó em được thoải mái, mát mẻ, vui vẻ. Nhưng mà em đi ra chợ bình thường thì em sẽ phải chấp nhận cái chuyện là nhiều khi nó xình lầy, nó dơ bẩn chút xíu. Nhưng mà cái điều này em nói là nghệ sĩ mình thiệt thòi thì thực ra nó không phải đâu. Không hả? Không phải thiệt thòi đâu. Bởi vì sao? Đó là cái tính chất công việc của chúng ta là như vậy. Chúng ta là người của công chúng, cho nên đương nhiên chúng ta sẽ phải được công chúng dòm ngó, nhìn ngắm. Thì nó không phải là cái thiệt thòi, nó là cái chuyện hiển nhiên khi chúng ta làm công việc này mà thôi. Nhưng mà ngược lại em thấy đó, mình cũng được nhiều thứ mà. Nhưng mà mình có bị áp lực không? Áp lực thì đương nhiên ai mà không có. Đừng nói ngành nghề mình, ngành nghề nào không áp lực. Mong quay phim này nè cũng áp lực vậy. Thử mà quay hư coi, thử quên chép thẻ coi. Nhưng mà cái áp lực của những người khác hoặc những ngành nghề khác đi, thì sẽ là áp lực được trong một cái phạm vi, một cái phạm trù của một cái giới đó, hoặc là một cái nhóm đó, hoặc là một trong cái tổ chức đó. Nhưng mà cái áp lực của mỗi nghệ sĩ là, bởi vì chúng ta bị cái gì thôi ha, thì gọi là cả nước biết, đúng không anh? Nhận xét nó cũng làm cho mình tổn thương, cho dù mình không phải như vậy, nhưng mà mình lại phải chấp nhận cái điều đó, và mình không biết phải giải thích làm sao. Bởi vì cái ở đâu nó cũng sẽ có như vậy. Nãy giờ anh đang so sánh với em một nhân viên văn phòng và một nghệ sĩ, đúng không? Thì cái người làm văn phòng họ cũng vậy thôi. Họ cũng sẽ bị những người làm cùng phòng nhiều khi không hiểu, nói này nói kia tới tai bà sếp hoặc là bà trưởng phòng cũng trách phạt, ví dụ như thế.
Nghệ sĩ chúng ta cũng như vậy, thì cũng sẽ có những khán giả họ hiểu mình, nhưng cũng sẽ có những khán giả họ không hiểu, hoặc là không chịu hiểu, hoặc là cố tình không muốn hiểu. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, ngành nghề nào nó cũng sẽ có những cái tương tự như vậy. Và cái phạm vi nó sẽ khác nhau vì tính chất công việc. Một nhân viên văn phòng 5-30 người trong công ty đó, một nghệ sĩ hàng triệu người, đúng không? Thì nếu như được yêu thương thì cũng hàng triệu người yêu thương. Đó là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói về cái giá trị của cái sự cô đơn. Đó, cho nên với anh nghĩ rằng cô đơn nó sẽ có cái giá trị tích cực nếu như chúng ta biết nhìn nó ở một cái góc độ tích cực. Em thấy rằng là hôm nay cái buổi trà chiều này anh giống như một người anh trai trong gia đình, và đang cho em nè thông rồi nè, em bắt đầu thông từ từ nè, và em sẽ tua đi tua lại cái tập này để em thông á, bởi vì em quá cố chấp và em ở cái trường phái tuyệt đối. Cảm xúc là cái thứ nó dễ thay đổi nhất em ơi. Gì hả? Chứ nếu như em nói bây giờ tình yêu của em là tuyệt đối thì cho dù bây giờ anh có đánh em, anh có hành hạ em, anh có chửi bới em cũng sẽ bất chấp, em dành tình yêu tuyệt đối cho anh. Nhưng mà rõ ràng khi em thấy rằng cái cảm xúc mà người ta mang đến với em nó không đúng như cái nhu cầu em mong muốn, là cảm xúc em thay đổi. Nó thay đổi để làm gì? Nó thay đổi để nó thích nghi được với cái điều đó, nó thích nghi với cái cảm xúc mà người ta mang đến đó. Bây giờ người ta lạc lòng với em phải không? Người ta bắt đầu người ta bỏ bê em đúng không? Thì nếu như bây giờ em vẫn tuyệt đối như cái ngày đầu tiên thì không thể được. Em phải thay đổi cái cảm xúc đó. Em bắt đầu ôi sao kỳ, bắt đầu buồn nha, bực nè, rồi chán nè. Để chi? Thích ứng với cảm xúc bỏ bê đó. Khi người ta bỏ bê em thì em chán, ok, thôi riết họ bỏ luôn. Anh thích ứng để sống với cái điều đó hay thích ứng để sống với em á? Thích ứng để em tiếp tục tồn tại. Vậy là em đã thấu hiểu rồi. Buổi trà chiều đáng nhớ của em. Và tại sao anh em mình không gặp nhau sớm hơn? Trời ơi, em mà biết trước thì em phải nên gặp anh, và em nói nhiều lần tâm sự anh để em thông. Thì ai cũng bận rộn công việc hết mà em. Cho nên là thôi, anh nói bữa chiều hôm nay nó chưa cũng là một cái duyên. Dạ. Để anh em chúng ta có thể ngồi đây và trò chuyện cùng với nhau. Không, và biết đâu với những cái người mà đang theo dõi cuộc trò chuyện của anh em mình, mọi người cũng có thể sẽ nhận ra đôi điều gì đó phù hợp với bản thân họ. Dạ. Và sẽ giúp ích được cho cái cuộc sống, cho tâm hồn của họ thì sao. Anh không mong rằng mình sẽ là một cái gì đó ghê gớm để mình khuyên nhủ hay đưa ra những cái điều gì đó để giúp em xoa dịu tâm hồn, không có. Nhưng mà ít ra là trong những cái gì mà anh trải nghiệm thì nó có thể một điều thôi hoặc là hai điều nhỏ nhỏ gì đó làm cho em nhận ra được cái vấn đề, và từ đó em có thể em sẽ thay đổi được phần nào đó của em. Dạ, em nhận ra vấn đề. Vấn đề không phải từ mọi người, vấn đề là từ em. Em okay. Chưa chịu chấp nhận. Trời ơi, bây giờ thì có lẽ là... chúng ta sẽ phải kết thúc buổi trà chiều tại đây thôi. Và chúng ta chuyển qua buổi ăn tối nè. Anh nghĩ rằng cái ly trà này nó sẽ làm cho anh đêm nay khó ngủ. Không có ai mà buổi chiều giờ này uống trà hết trơn đi. Thiệt luôn á, mình ngồi trà, mình ngồi đến tối luôn rồi. Thôi cảm ơn em đã có một cái buổi mời trà với anh. Dạ. Anh ăn được hai cái bánh rất là ngon. Dạ. Nhưng mà giờ chắc không dám ăn tối đâu, sợ mập. Ha. Đó, đầu tư cho bản thân đi em. Đó anh nè, đó đến giờ anh vẫn đi tập gym đều đặn mỗi ngày. Tự chăm sóc cơ thể, chăm sóc sức khỏe, một cái tìm niềm vui, rồi học thêm nhiều những cái điều mới mẻ, học thêm nhiều kỹ năng cho mình. Vui lắm. Ok.